Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, em hãy kể tên cho cô các ngành động vật mà các em đã học. Ở học kỳ 1, các em đã học ngành động vật không xương sống, như là ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành xương dẹp, xương tròn, xương đốt thân mềm và ngành chân khớp. Sang học kỳ 2, các em tìm hiểu về động vật có xương sống như lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Qua đó, các em đã thấy được sự hoàn chỉnh về cấu tạo và chức năng, nhưng giữa các ngành động vật đó có mối quan hệ với nhau như thế nào? Cô và các em sẽ tìm hiểu sang bài 56, cây phát sinh chế động vật. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 19, người ta đã phát hiện ra những di tích của động vật trong các lớp đá được gọi là di tích hóa thạch. Có nghĩa là những loài động vật này nó chết mà nó bị ẩn ở trong đá luôn đó mấy em. Thì sau đó người ta mới khai quật lên và giữ các di tích này. Từ đó họ đã tìm ra mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật này. Các em tìm hiểu nội dung đầu tiên, đó là bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật. Các em quan sát hình ảnh, đây là hóa thạch của cá vây chân cổ này. Còn đây là hóa thạch lưỡng cư cổ, thì có di tích của nắp mang, vây đuôi, vẫy. Đây là di tích hóa thạch chim cổ đã được phục chế, hàm thì có răng này. Khi trước thì có phút sắc, có lông vũ nè, và đuôi rất là dài. Tương tự, lưỡng cư cổ thì có di tích của nắp mang, vây đuôi nè, vẫy nè, chi năm ngón. Chim cổ thì có hàm, có răng, ba ngón trước của cánh là đều có vuốt. Có lông vũ này, có cánh, đuôi rất là dài ha, có tận tới 23 đốt sống đuôi. Chân thì có 3 ngón trước và 1 ngón sau. Các em quan sát hình, thảo luận và trả lời cho cô các câu hỏi sau. Trên hình 56.2A, hãy gạch chân một nét nhận điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ. Gạch chân hai nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay. Vậy các em quan sát trên hình, đây là lưỡng cư cổ, đây là cá vây chân cổ. Như vậy những đặc điểm nào giống nhau của hai cái loài động vật này thì các em sẽ gạch một nét ở phía dưới đặc điểm đó. Đặc điểm giống nhau thứ nhất đó là đều có vây đuôi. Đặc điểm giống nhau thứ hai đó là đều có di tích của nắp mang. Đặc điểm giống nhau thứ ba đó là đều có vảy. Và chúng ta sẽ gạch chân hai nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay. Đây là lưỡng cư ngày nay. Như vậy điểm giống nhau của lưỡng cư cổ và lưỡng cư ngày nay đó là đều có chi năm ngón. Trên hình 56.2B, hãy gạch chân một nét những đặc điểm của chim cổ sống với bò sát ngày nay. Đây là hình ảnh chim cổ, đây là bò sát ngày nay. Như vậy điểm giống nhau đầu tiên ta thấy đó là chi đều có vuốt. Điểm giống nhau thứ hai đó là chim cổ và bò sát ngày đây hàm đều có răng. Điểm giống nhau thứ ba đó là đuôi của hai loài này đều rất là dài và có nhiều đốt sống đuôi. Qua những đặc điểm giống và khác nhau đó, nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật? Nói lên nguồn gốc của động vật. Lưỡng cư cổ thì có nguồn gốc từ cá vây chân cổ. Bằng chứng đó là lưỡng cư cổ có đặc điểm giống cá vây chân cổ, như là ở vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy,
đặc biệt là nòng nọc rất là giống cá. Chim cổ thì có nguồn gốc từ bò sát cổ. Bằng chứng đó là chim cổ có đặc điểm giống bò sát cổ, đó là hàm có răng, có đuôi dài, ngón có vuốt. Vậy các em chốt lại phần 1 cho cô. Di tích hóa thạch của các động vật cổ có nhiều điểm giống động vật ngày nay. Những loài động vật mới được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng. Từ đó cho chúng ta thấy rằng các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau. Ví dụ, lưỡng cư thì có nguồn gốc từ cá vây chân cổ, chim thì có nguồn gốc từ bò sát cổ. Đây là nội dung các em cần ghi nhớ trong phần này. Các em tìm hiểu sang phần 2 La Mã, cây phát sinh giới động vật. Đây là sơ đồ cây phát sinh giới động vật. Vậy tại sao nó gọi nó là cây phát sinh? Các em thấy nó phát sinh ra từ một cái gốc và nó có nhiều nhánh giống như một cái cây, nên người ta gọi nó là cây phát sinh giới động vật. Vậy cây phát sinh cho chúng ta biết điều gì? Đó là cho chúng ta biết mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật. Nhìn vào cây phát sinh, ta có so sánh được số lượng loài động vật không? Vì sao? Có, vì kích thước trên cây phát sinh lớn thì số loài đông. Con lấy ví dụ như đây là trên cái nhánh cây này, đó, thì các em thấy đây cái đường kính của cái nhánh này nó rất là lớn. Vậy thì số loài ở cái nhánh này sẽ đông hơn so với số lượng loài ở nhánh này. Hay là lớp cá nè, lớp cá thì số lượng loài của nó sẽ đông hơn so với số lượng loài của lớp lưỡng cư. Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào? Thì nhóm mà có vị trí gần nhau, có cùng nguồn gốc, có quan hệ họ hàng gần hơn với nhóm ở xa. Thì các em thấy nè, những nhóm mà có mối quan hệ gần nhau thì cái nhánh nó ở gần nhau nè. Còn những nhóm có mối quan hệ xa nhau thì cái nhánh nó sẽ xa nhau nè. Như cái nhánh này, cái nhánh này. Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần với thân mềm hay động vật có xương sống hơn? Thì các em quan sát trên hình, ngành chân khớp đây là nhánh số 7, cái gốc nó nằm ngay đây. Ngành thân mềm thì cái gốc nằm ngay đây. Động vật có xương sống thì cái gốc nằm bên này. Như vậy dĩ nhiên là chân khớp nó sẽ gần với thân mềm hơn. Như vậy ngành chân khớp và ngành thân mềm có mối quan hệ họ hàng gần nhau hơn. Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành ruột khoang hơn hay ngành xương đốt hơn? Thì các em quan sát ở trên cây phát sinh, ngành thân mềm thì cái gốc nó nằm ở vị trí này. Ngành ruột khoang thì cái gốc nó nằm ở vị trí này. Ngành xương đốt thì cái gốc nằm ở đây. Như vậy chúng ta thấy rằng là ngành thân mềm sẽ có mối quan hệ họ hàng gần với ngành xương đốt hơn. Chim và thú có quan hệ gần với nhóm nào? Thì em thấy chim là ở nhánh này, thú là ở nhánh dưới đây. Như vậy thì chim và thú thì gần với lại cái nhánh bò sát. Vậy chim và thú gần với bò sát hơn so với các loài động vật khác. Vì sao ngày nay vẫn còn tồn tại những động vật có cấu tạo phức tạp như động vật có xương sống bên cạnh động vật nguyên sinh có cấu tạo rất đơn giản? Vì khi
và một nhóm động vật mới xuất hiện, chúng sẽ phát sinh biến dị cho phù hợp với môi trường và dần dần thích nghi. Ngày nay là do khí hậu đã ổn định, mỗi loài sẽ tồn tại có cấu tạo thích nghi riêng với môi trường. Vậy các em chốt lại phần 2 này cho cô. Cây phát sinh giới động vật phản ánh quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Như vậy cô và các em đã vừa tìm hiểu xong nội dung bài hôm nay. Cô có một số câu hỏi để củng cố lại kiến thức của các em. Câu hỏi thứ nhất: cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay là cá chép hơn? Vậy thì chúng ta dễ dàng trả lời được là cá voi sẽ có mối quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn, vì cá voi và hươu sao đều thuộc lớp thú. Cá sấu có quan hệ họ hàng gần với cá chép hơn hay là thằn lằn hơn? Cá sấu sẽ có quan hệ họ hàng gần với thằn lằn hơn, vì cá sấu và thằn lằn đều thuộc lớp bò sát. Các em về nhà học bài và trả lời cho cô các câu hỏi trong sách giáo khoa. Đọc và soạn trước cho cô bài mới. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.